Hello, xin chào mọi người ạ. Em là Yến và hiện tại thì em đang là tổng đại lý phân phối dòng sản phẩm cốc hồng sa lan thi cắt của công ty Minh Thảo GSC tại Tân Kỳ, Nghệ An ạ. Và ngày hôm nay thì em Yến sẽ giới thiệu với mọi người rằng là mọi người thường hay nghe rất là nhiều người khác họ bảo rằng là cái sản phẩm cốc hồng sa lan thi cắt này thì khi sử dụng thì mình có bị sa tử cung hoặc là sa áp đạo hay không. Mọi người, các chị em thường hay lo lắng rằng là sử dụng nó có an toàn không, nó có làm cho mình sa tử cung hoặc là sa âm đạo hay không. Thì ngày hôm nay em Yến sẽ trả lời những cái câu hỏi đó để đảm bảo rằng chị em phụ nữ chúng ta hiểu hơn về cái sản phẩm cốc hồng sa lan thi cắt mà bên em Yến đang phân phối ạ. Vâng ạ, đây là cái sản phẩm cốc hồng sa lan thi cắt mà bên em Yến đang phân phối. Mà khi sử dụng cốc hồng sa lan thi cắt thì các chị em yên tâm rằng Yến sẽ đưa cái đây là cái sơ đồ ạ. Đây là cái sơ đồ để chị em phụ nữ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái sử dụng cốc hồng sa thì nó có làm cho chị em chúng mình bị sa âm đạo hay sa tử cung hay không ạ. Thì đây là cái hình ảnh cốc hồng sa lan thi cắt này, nó được đặt trong âm đạo. Đây là cái khoang âm đạo của chị em phụ nữ chúng ta, đây này là tử cung ạ. Và cái cốc hồng sa đặt trong âm đạo thì rất là nhiều chị em lo lắng rằng là mình đặt thì nó có làm cho mình nó sa cái âm đạo của mình, hoặc là nó sa tử cung không, nó có kéo nặng xuống, có sa cái tử cung của mình không. Thì các chị em hoàn toàn yên tâm rằng là ở xung quanh đây, mình sẽ lấy cái hình này cho nó rõ này. Đây, mình sẽ lấy cái hình này cho mọi người xem cho rõ đây ạ. Thì ở đây là cái hình ảnh âm đạo tử cung của chị em của chúng ta, còn đây là âm đạo này, và đây cả là cái cốc hồng sa này, hình ảnh cái cốc hồng sa này em thì cắt. Và mọi người lo lắng thì mọi người hoàn toàn yên tâm rằng là cái sản phẩm cốc hồng sa lan thi cắt này thì mọi người nó sẽ không làm cho cái tử cung của mình hoặc cái âm đạo của mình bị sa xuống. Bởi vì sao? Bởi vì xung quanh, mọi người để ý này, ở đây xung quanh cả cái vòi trứng này, xung quanh ở phía trên này nữa, trên cái tử cung của chị em phụ nữ chúng ta, xung quanh cái tử cung của chị em phụ nữ chúng ta và xung quanh cái âm đạo của chị em phụ nữ chúng ta, nó đã có các cái cơ, các cái dây chằng nó kéo giữ rất là chắc chắn để định vị chắc chắn rằng cái âm đạo và cái tử cung của mình nó chắc chắn nằm trong một vị trí đã cố định. Và xung quanh ở đây là nó đã có các dây chằng, nó đã có các dây chằng và các cơ và dây chằng nó giữ rất là chắc chắn, cân bằng, làm cho cái tử cung của mình nó cân bằng, đứng vững, cân bằng và ổn định trong vị trí của nó. Vì thế khi sử dụng cốc thì mình không thể làm cho cái tử cung hoặc cái âm đạo của mình bị co, nó bị trùng xuống, nó sẽ làm mình sa xuống đâu ạ. Bởi vì nó được níu giữ rất là chắc chắn và không dễ dàng gì mà kéo nó xuống, hoặc là nó sẽ không dễ dàng bị sa xuống. Đây ạ, nó sẽ không dễ dàng bị sa, bị kéo xuống phía ngoài dưới đâu ạ. Đấy, nếu mà cái trường hợp sa tử cung hoặc là sa âm đạo thì đấy là cả một cái quá trình, chứ không phải là một cái động tác mà chúng ta sử dụng cốc thì nó không phải là tức thời, mà nó còn cả một cái quá trình lâu dài. Ví dụ là xung quanh cái cơ của âm đạo này, hoặc là cái cơ của tử cung của mình này, nó sẽ bị yếu, bị trùng, thì nó mới lúc đó thì cái âm đạo, cái tử cung của mình nó sẽ mới bị sa. Chứ nếu mà một người khỏe mạnh bình thường thì xung quanh đây đã có dây chằng rất là chắc chắn và nó không dễ gì để sa đâu. Sa là cả một quá trình lâu dài, rất lâu thì nó mới, cả một quá trình cơ thể của mình suy yếu thì nó mới bị sa. Còn nếu không thì nó hoàn toàn là không gây ảnh hưởng gì đến cái âm đạo hoặc cái tử cung của mình, hoặc là làm cho cái âm đạo tử cung của mình sẽ dễ dàng mà sa được. Thì Yến trả lời như thế để chị em phụ nữ chúng ta rõ hơn về cái cốc hồng sa này, để mình hoàn toàn yên tâm sử dụng cái sản phẩm cốc hồng sa này thì cắt bên Yến, để cho mình có những cái kỳ đèn đỏ thật là thoải mái, thật là tuyệt vời. Đây ạ, thì đây là cái sản phẩm cốc hồng sa này thì cắt bên Yến đang phân phối. Đây là cái cốc hồng sa. Và nếu chị em phụ nữ nào quan tâm đến cái sản phẩm cốc hồng sa này thì cắt này, hoặc là muốn tìm hiểu đến cái sản phẩm cốc hồng sa này thì cắt này, muốn trải nghiệm, cho phép mình có những cái kỳ đèn đỏ thật là thoải mái, thật là tuyệt vời, và mình được trải nghiệm cái sản phẩm cao cấp này, thì mọi người có thể là liên hệ với em Yến qua số điện thoại 0978485910, hoặc là mọi người có thể kích xuống đường link phía dưới về trang Facebook của em Yến là Yến Tân An, thì em Yến sẽ gửi tài liệu cho mọi người để mọi người hiểu rõ hơn về cái sản phẩm, hoặc là mọi người em Yến sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người
và đảm bảo rằng chắc chắn rằng khi mọi người sử dụng cái sản phẩm cốc của Sun bên em Yến thì em Yến sẽ luôn đồng hành cùng mọi người để đảm bảo chắc chắn mọi người sử dụng một cách thoải mái nhất, an toàn nhất đối với cái sản phẩm này. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay của em Yến ạ. Và mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Yến Nguyễn để theo dõi nhiều video như